Như thị lục căn bất trụy lục trần Lãng chiếu tâm nguyên Phương danh đoàn chánh Của di đệ nhất giả Đoạn gian này Nói đến là trong kinh Lăng Nghiêm Quán Thế Âm Bồ Tát Phản văn văn tự tánh Tánh thành vô thượng đạo Bồ Tát Quán Âm Ngài thành Phật như thế nào? Ngài tu như thế nào? Trong Kinh Lăng Nghiêm Nói rất rõ ràng Tức là Trong Kinh Giang nói Cá tự đoan thủ Đoan chánh thân tâm Lấy Bồ Tát Quán Âm làm ví dụ Bồ Tát Quán Âm là nhĩ căn Công phu của Ngài là nhĩ căn trong sáu căn tai là đối với bên ngoài cảnh à, giới của nó là âm thanh người thường chúng ta tai đều là hướng ngoại sẽ bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng bồ tát quán âm ngày dùng là tương phạt lại ngày nghe tự tánh không hướng ra bên ngoài tức không phải đuổi theo nghe văn trần văn trần chính là âm thanh cho nên ngài quay lại nghe tự tánh dùng phương pháp này ngài đạt được thiền định từ trong thiền định đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh thành phật rồi Nếu như chúng ta đối ngoại Chắc chắn sẽ bị cảnh giới bên ngoài nhiễm ô Bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng Khởi tâm đồng niệm Phân biệt chập trước Sanh khởi tham sân suy mạng Đây gọi là tạo nghiệp Dùng Bồ Tát làm ví dụ Chúng ta đem nó diễn ra Nếu như chúng ta Mắt không đuổi theo sắc trần Đối tượng của mắt là sắc Không đuổi theo sắc trần Có thể phản quán tự tánh Vậy là mắt của chúng ta liền đoàn chánh Bồ Tát Quán Âm nhĩ căn đoàn chánh rồi Mắt cũng đoàn chánh rồi sáu căn cũng vậy không theo sáu trần soi rõ nguồn tâm mới gọi đoàn chặn nên nói là đệ nhất ý nghĩa này rất sâu sắc không phải cảnh giới của bậc sơ học ngay cả người tu lâu cũng không đạt đến được đây là điều chúng ta không thể không biết Công phu này không dễ dàng Hiện tại Trong thời đại này Người có thể dùng phương pháp này Của Bồ Tát Quán Thế Âm Có lẽ tìm không ra nữa Không có ai có thể giống như Bồ Tát Quán Âm Vậy chúng ta muốn thành tựu phải làm sao? Chỉ có một phương pháp là niệm Phật Phương pháp này đem so sánh giúp phản gian tự tánh thì dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi ngược lại, mắt nhìn thấy được là sắc tánh. Tai nghe được là thanh tánh. Thân tiếp xúc được là xúc tánh. Minh tâm kiến tánh rồi Đạo lý này Chúng ta hiểu được Trong kinh điển Đại Thừa Nói rất nhiều Nói rất tương tận Nhưng làm không được Phương pháp niệm Phật này Chúng ta có nơi để hạ thủ Chúng ta có thể làm được Niệm Phật dễ dàng Công phu nông sâu không đồng Giảng đến chỗ sâu nhất So với phương pháp của Quán Thế Âm Bồ Tát còn cao hơn Đích thực trong Tám dạng bốn ngàn pháp môn hoặc là trong tất cả các pháp môn niệm phật là đệ nhất người niệm phật cũng phải đoan chánh thân tâm không những chúng ta nắm chắc việc giáng sanh mà phẩm vị giáng sanh cũng rất cao vậy nên Trước đây giải thích cả Thân tâm đoàn chẳng Nêu ra nho gia bốn điều chớ làm Không phải lễ chứ nhìn Không phải lễ chớ nghe Dùng cái này Vậy sáu căn của chúng ta Không nên tiếp xúc Chúng ta cố gắng diễn ly như vậy mới tốt Phàm phu Tập khí phiền não rất nặng Chỉ, chỉ có Diễn ly sự quấy nhiễu Đây là, là phương pháp công. cao minh nhất Trong thế giới ngày nay Nhiễm ô nghiêm trọng nhất Đối với chúng ta Điều này chúng ta phải biết Chính là TV mạng Internet nhĩ mô vô cùng nghiêm trọng